Dạ, tôi xin hết, chỉ quên từ bộ tay với bộ bác tôi sẽ hứa bảo mình. Vâng, và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn những đàn ông ta và đặc biệt xin cảm ơn giọng hát của nghệ sĩ Kim Minh Hằng. Và sau đây Kim Phục cũng xin hân hạnh giới thiệu một giọng hát cũng rất là có ý nghĩa trong những buổi hôm nay, đó là tiếng hát của chủ cơ sở mai táng Công Đức Chung, tiếng hát của anh Tư. Vâng, tiếng hát của anh Tư Rùa. Anh Tư Rùa và Kim Phụng cũng sẽ song ca với một bài hát rất quen thuộc được mang tên Hớt Đế Biệt Chư Quân. Vâng, chúng em thì không có chuyên nghiệp lắm, cho nên là có điều chi sai sót thì cả nhà mình bỏ qua cho ạ. Chúng ta cổ vũ cho